Giá vé máy bay vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng của đơn vị khai thác từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 5 tháng 9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ. Đồng thời sẽ mở bán thêm 155.000 chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay dịp Quốc khánh 2 tháng 9 qua các kênh bán vé chính thức để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp. Cùng với đó, khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay.